Xin kính mời quý vị và các bạn trở lại với chương trình Thuế và Cuộc Sống. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 đang bước vào giai đoạn cam go, khó khăn nhất, với sự huy động tham gia của toàn xã hội. Trong đó đáng ghi nhận là những đóng góp ủng hộ, tài trợ của lực lượng doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh. Chính phủ đã có chính sách khấu trừ chi phí chịu thuế cho các khoản chi phí ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng chống dịch. Mở đầu chương trình hôm nay là phóng sự đề cập đến nội dung này. Tiếp đó, trong một bàn cần quan tâm, chúng tôi sẽ truyền tải một số chính sách thuế phí mới trong năm 2021 với mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khuyến khích huy động nguồn lực toàn xã hội trong cuộc chiến chống COVID-19 chung của cả nước. Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp tổ chức cho cả hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và năm 2021. Đây được xem là nguồn lực tiếp thêm cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp cùng đồng hành với các cấp chính quyền trong cuộc chiến còn nhiều khó khăn này. Phóng sự sau ghi nhận công tác triển khai các nội dung của Nghị định 44 của ngành thuế tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo quy định của Nghị định 44, khi doanh nghiệp có khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho cả hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ, sẽ được tính các khoản chi này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ được xác định trong Nghị định bao gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cơ sở y tế, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung, cơ sở giáo dục, cơ quan báo chí, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương, cơ quan đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ, quỹ phòng chống dịch COVID-19 các cấp, cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia, quỹ từ thiện nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập hoạt động theo quy định của pháp luật. Để áp dụng Nghị định số 44 của Chính phủ, tổ chức doanh nghiệp cần lưu ý hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ tài trợ gồm có: thứ nhất là biên bản xác nhận ủng hộ tài trợ theo mẫu quy định hoặc văn bản tài liệu theo hình thức giấy hoặc là điện tử, xác nhận khoản chi ủng hộ tài trợ có chữ ký đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ tài trợ; thứ hai là hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ tài trợ bằng tiền hoặc là hiện vật. Công ty cổ phần Hồng Đức là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tư vấn tài chính, kế toán thuế, hệ thống máy bán hàng tự động, hệ thống nhà sách. Thời gian qua, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Tài chính Kế toán Thuế Hồng Đức, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Hồng Đức, đã đồng hành với ngành thuế trong việc tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế bằng các hình thức đào tạo thực hành kê khai quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, hướng dẫn thực hành các phần mềm kế toán và phần mềm hỗ trợ kê khai thuế cho chủ doanh nghiệp, nhà quản lý và các kế toán của doanh nghiệp. Thường xuyên phối hợp với Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế cập nhật các chính sách thuế mới, tập huấn về hóa đơn điện tử, tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp, người nộp thuế khi phát sinh các vướng mắc về công tác kế toán thuế. Cùng với các hoạt động đào tạo kinh doanh, Hồng Đức cũng là doanh nghiệp có nhiều hoạt động thiết thực, tham gia hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh phía Nam. Theo đại diện doanh nghiệp, Nghị định 44 của Chính phủ là một quyết định kịp thời giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng chi phí, đồng thời cũng là động lực cho các doanh nghiệp tổ chức tham gia nhiều hơn vào công tác hỗ trợ chống dịch bệnh. Tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi nhận thấy rằng là các doanh nghiệp hỗ trợ thông qua cái đầu mối là Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc là Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc là Câu lạc bộ Giải pháp Đi hành Huế v.v. Thì những cái đối tượng này, cái đơn vị tiếp nhận này trong nghị định 44 chúng tôi không thấy. Vì vậy là chúng tôi cũng có kiến nghị là Chính phủ và các cơ quan soạn thảo văn bản cũng có cái sự bổ sung điều chỉnh cái đối tượng để cho nó phù hợp hơn với cái tình hình thực tế hiện nay. Hiện trên địa bàn của Chi cục Thuế khu vực Hương Phú quản lý có gần 1.100 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại diện cơ quan thuế khu vực cho biết, do diễn biến phức tạp rộng khắp của dịch bệnh trong thời gian gần đây, các lĩnh vực kinh tế đều gặp khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch dịch vụ. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì được hoạt động, mặc dù quy mô có phần thu nhỏ.
Khó khăn là vậy, nhưng rất nhiều doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động phòng chống COVID-19, đặc biệt là những đợt ủng hộ, tài trợ tiền, hàng hóa cho bà con ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng hỗ trợ bằng nhiều hình thức cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, cũng như cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Chi cục Thuế cũng đã chỉ đạo việc xác định hỗ trợ doanh nghiệp kê khai các khoản ủng hộ tài trợ nói trên vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong hơn 46 tỷ đồng thuế ngoài quốc doanh thu được 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan thuế khu vực đã xác định và khấu trừ hàng tỷ đồng cho các khoản này. Chi cục cũng đã chỉ đạo bộ phận tuyên truyền, bộ phận kê khai, tuyên truyền trực tiếp đến người nộp thuế và gửi thư nhắc về việc nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn qua nhiều phương pháp khác nhau, vừa đảm bảo quy trình, vừa đảm bảo có lợi cho người nộp thuế, đảm bảo là tránh cái việc đi lại nhiều lần khó khăn trong khi dịch bệnh đang xảy ra, để đảm bảo người nộp thuế thu hưởng được những chính sách ưu đãi của nhà nước. Từ đầu năm 2021 tới nay, Chính phủ và các bộ ngành cũng đã liên tục có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể như tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021 NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021. Như vậy, đây là lần thứ ba Chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. Lần này là Nghị định số 44/2021 NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Các chính sách được ban hành trong bối cảnh cấp bách chưa có tiền lệ, mặc dù nguồn lực nhà nước có hạn, cho thấy sự đồng hành của nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, tiếp thêm nguồn lực cho các doanh nghiệp để có thể duy trì sản xuất kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn do COVID-19 gây ra. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những chính sách thuế phí mới trong năm 2021 với mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nghị quyết 68 NQ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19, được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3 triệu đồng một hộ. Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung tiểu mục 2, mục 1, biểu thuế bảo vệ môi trường, quy định tài khoản 1, điều 1, Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay năm 2021 bằng 70% mức thuế quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Chuyên đề thuế và cuộc sống đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên đề lần sau.